tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị tiếp giáp với tỉnh Savannakhet, Lào, thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng khi lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng đang có hành vi tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau Tết thì lực lượng lao động tự do đi làm ăn phải nói tăng cao. Trong khi cái chính sách xuất nhập cảnh chưa được triển khai thì cái lực lượng này tìm mọi cách xuất nhập biên trái phép để tăng cường cái công tác đấu tranh các cái lực lượng chức năng bộ đội biên phòng và các cái lực lượng tăng cường trên tuyến biên giới tích cực tuần tra kiểm soát để đẩy lùi cái tình trạng lợi dụng địa bàn để xuất nhập cảnh trái phép. Sau thời gian mật phục, vào tối ngày 18 tháng 2, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng thanh niên có địa chỉ tại huyện Hướng Hóa đang chở hai thiếu nữ quê ở tỉnh Điện Biên có hành vi xuất cảnh trái phép. Hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xử lý. Cháu không biết ạ, tại vì cháu cũng kiểu có bạn bảo thì cháu cũng kiểu đi thôi, cháu cũng không biết đấy thứ nữa. Nhưng mà hứa là sang Lào. Dạ. Nhưng mà hứa là đưa cả kéo sang Lào. Vâng ạ. Họ có thu về bao nhiêu tiền không? Cháu không biết cái đấy, cháu không biết tại vì cháu cũng chỉ kiểu đi cùng bạn thôi. Trước đó, ngày 13 tháng 2 và ngày 16 tháng 2, cũng tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đội trinh sát đặc nhiệm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi đang men theo bờ sông Sepol để vượt biên xuất cảnh trái phép sang Lào. Được biết, số lao động tự do này đến từ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Điện Biên và Nghệ An sang Lào lao động tự do. Hiện nay là người dân là vừa sang năm mới là hay là tổ chức sang Lào để làm việc. Do đó là lợi dụng chính sách không mở cửa, chưa mở cửa của cửa khẩu thì người dân là thường tìm cách lẩn trốn ra các đường lẹt. Thì chúng tôi đã tổ chức các tổ tuần tra mật phục thường xuyên cũng như là thường xuyên là mật phục hàng đêm để nhằm đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý những trường hợp vi phạm. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất cảnh trái phép tại khu vực biên giới trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Lao Bảo, Đen Sa Văn đang còn hạn chế, chưa trở lại bình thường. Các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường lực lượng chốt chặn tại các đường mòn lối mở, không để các hoạt động xuất cảnh trái phép diễn ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.